Gỗ sưa có tác dụng như thế nào đến đời sống con người? Gỗ sưa có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Truyền kể rằng ở Hải Nam Trung Quốc có nhiều ông cụ già khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, có tuổi thọ trung bình cả trăm tuổi sống trong những ngôi nhà bằng gỗ sưa đỏ. Khi nghiên cứu về sự bí ẩn này, người ta thấy có sự liên quan giữa gỗ sưa và sức khỏe con người. Gỗ sưa có tác dụng gì đến đời sống con người? Quần áo được để trong tủ bằng gỗ sưa đỏ, khi mặc sẽ có mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu, làm cho tinh thần sảng khoái và phấn chấn vô cùng. Từ đời nhà Minh, trong các hiệu thuốc nam, bột gỗ sưa đỏ là một loại dược liệu rất quý trong điều trị bệnh xương khớp. Người bị bệnh về xương khớp dùng bột gỗ sưa đỏ hòa với giấm, sau đó đắp vào khớp xương, bị đau sẽ có tác dụng rất hiệu quả. Thậm chí người có hàm răng bị xỉn màu ố vàng thì tiếp xúc thường xuyên với gỗ sưa đỏ, răng có thể trắng trở lại. Về sau, gỗ sưa đỏ đã khan hiếm nên người ta đã mua cả những đồ nội thất bằng gỗ sưa để nghiền thành bột, làm dược liệu chữa bệnh. Đây cũng là lý do giải thích vì sao đồ nội thất bằng gỗ sưa đỏ không còn sót lại nhiều đến ngày nay. Vậy tại sao gỗ sưa lại có tác dụng tốt đối với sức khỏe con người? Người này cũng cho biết những cây sưa đỏ có tuổi đời lớn hàng trăm năm tuổi đã tích tụ một năng lượng cực lớn từ vũ trụ. Khi con người tiếp xúc thường xuyên với gỗ sưa đỏ, năng lượng này sẽ có thể làm khai thông kinh mạch huyệt đạo, lưu thông khí huyết, hoạt huyết lên não, làm tăng trí nhớ, giảm các cơn đau đầu, chống rụng tóc, tóc bạc sớm, hoạt huyết lên mặt, đến các chi, làm căng da, làm giảm các nếp nhăn da trên mặt, chống lão hóa và làm cho da hồng hào. Ngoài ra, gỗ sưa đỏ lâu năm còn phát tán ra môi trường xung quanh nó một loại khí gọi là khí mộc dưỡng. Loại khí này có tác dụng làm tỉnh táo an thần. Khi thường xuyên tiếp xúc, nó còn có khả năng phục hồi và tăng cường chức năng của các tạng phủ trong cơ thể. Tăng chức năng của thận làm cho thận khỏe hơn. Thận khỏe sẽ làm cho mọi tạng phủ khác trong cơ thể cũng khỏe mạnh theo, làm bệnh tật tan biến hết. Với những người thường xuyên tiếp xúc với gỗ sưa đỏ đều có khí sắc rất tốt, hai mắt có hồn hơn, da dẻ căng hồng sức sống, xương khớp chắc khỏe, trí nhớ tốt hơn. Để được thường xuyên tiếp xúc với gỗ sưa, các đại gia Trung Quốc thường làm nhà bằng gỗ sưa, ngồi bàn ghế gỗ sưa, giường chiếu bằng gỗ sưa, bát đũa ăn cơm bằng gỗ sưa, ấm chén nước uống bằng gỗ sưa, vòng tràn hạt gỗ sưa, tượng Phật gỗ sưa. Ngày nay để tiếp xúc thường xuyên hơn với gỗ sưa, người ta thường chọn cho mình một chiếc vòng tay gỗ sưa, một chiếc tràng hạt hoặc một tượng Phật gỗ sưa để trong nhà hay trên ô tô làm món đồ trang sức quý phái. Và hơn thế nữa, để luôn được tận hưởng những gì tốt nhất do công dụng của gỗ sưa mang lại. Gỗ sưa hay còn gọi là gỗ huỳnh đàn, nó còn được gọi bằng những tên gọi khác như gỗ huỳnh đường, hoàng đàn hay quỳnh đàn. Gỗ huỳnh đàn có sức sống mạnh mẽ, sinh trưởng và phát triển tốt trong các điều kiện thời tiết, kể cả các khu vực có khí hậu đất đai khắc nghiệt như núi đá vôi. Hiện nay, cây gỗ huỳnh đàn sinh sống tại một số vùng của miền Trung Việt Nam và Tây Nguyên như Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai, Kon Tum. Gỗ sưa có đắt không? Có rất nhiều câu chuyện được truyền tai nhau về tác dụng thần kỳ của gỗ sưa trong y học chữa bệnh hay là hương liệu được quý tộc xưa sử dụng trong ướp xác. Dù chưa được chứng minh về tính chính xác, nhưng những điều này vẫn khiến gỗ sưa bị nhiều nhà giàu săn lùng và trở nên có giá trị đắt đỏ. Tình trạng khai thác ồ ạt đã khiến gỗ sưa dần bị cạn kiệt và trở thành loài cây nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng. Vì vậy, gỗ sưa từ năm 1994 đã được xếp vào nhóm 1A là loại gỗ cực kỳ quý hiếm và cấm khai thác. Bên cạnh đó, gỗ sưa có chất lượng gỗ vô cùng tuyệt vời với khả năng chống mối mọt, ẩm mốc hiệu quả, không ngấm nước và nứt nẻ. Các sản phẩm từ gỗ sưa bền chắc có thể tồn tại đến hàng trăm năm là lý do khiến loại gỗ này có giá cực kỳ đắt đỏ. Gỗ sưa có mấy loại? Gỗ sưa có thể phân loại dựa vào màu sắc và vân gỗ, có các loại sau. Thứ nhất là gỗ sưa trắng. Gỗ sưa trắng có thân vỏ nhẵn, cây lâu đời xuất hiện các lớp vảy chết, hoa mọc thành chùm, có mùi thơm dịu, trái khi đốt không có mùi đặc biệt. Gỗ sưa trắng thịt gỗ khá dày, hoa văn mảnh nhỏ ít sắc nét, màu sắc nhợt nhạt, không đẹp bằng gỗ sưa đỏ. Loại cây này không có tính ứng dụng cao trong đời sống, cây được trồng chủ yếu làm cây xanh ở công viên, ven đường. Thứ hai là gỗ sưa đỏ. Gỗ sưa đỏ có vỏ sần sùi hơn sưa trắng, quả kết thành từng chùm, đốt sẽ có mùi thối đặc trưng rất dễ phân biệt. Sưa đỏ sinh trưởng nhanh, dễ trồng dễ chăm sóc, cây có thể thu hoạch sau khoảng 8 đến 10 năm. Gỗ sưa đỏ có lõi to, cứng, màu nâu đỏ, nâu thẫm hoặc nâu đen, thờ gỗ mịn, nhỏ, cây có tinh dầu nên không sợ mối mọt, mùi thơm nhẹ lưu giữ rất lâu trong gỗ. Sưa đỏ sở hữu vận gỗ với đường nét hoa văn tự nhiên, uốn lượn ngẫu hứng bất quy tắc, nhiều chỗ tạo thành hình mặt quỷ nên còn được gọi là sưa mặt quỷ. Ở thời phong kiến,
Gỗ sơ đỏ được gọi là chắc thối giao chỉ, được sử dụng rất nhiều trong cung đình xưa. Thứ ba là gỗ sơ vàng. Gỗ sơ vàng cho gỗ màu vàng nhạt, lõi gỗ thẫm màu hơn. Sơ vàng có mùi thơm hấp dẫn, được sử dụng nhiều trong nội thất gỗ, làm vòng tay tâm linh, cắt lấy tinh dầu sử dụng làm hương. Ngoài ra còn có một loại cho gỗ màu đen được gọi là tuyệt gỗ nhưng cực kỳ hiếm thấy. Gỗ sơ đỏ quý như thế nào? Gỗ sơ đỏ được chia làm 3 loại là gỗ sơ đỏ Hải Nam Trung Quốc, gỗ sơ đỏ Bắc Bộ và gỗ sơ đỏ Nam Bộ. Trong đó, gỗ sơ đỏ Hải Nam là loại có giá trị cao nhất. Gỗ sơ đỏ quý hiếm và có giá trị cao dựa vào nhiều yếu tố. Có thể nói những người sở hữu gỗ sơ đỏ đại diện cho tầng lớp giàu có và quyền lực nhất ở Trung Quốc. Vì vậy, loại gỗ này được rất nhiều người săn tìm, nhất là người dân Trung Quốc. Cũng theo sự truyền miệng, gỗ sơ đỏ được nói rất nhiều về khả năng chữa bệnh và khả năng hút tà ma. Do vậy, nhiều người mua sắm gỗ sơ đỏ với mục đích trị bệnh và chấn yểm. Giá trị gỗ sơ đỏ còn được thể hiện ở chất lượng và vẻ đẹp của gỗ. Vân gỗ sơ đỏ Việt Nam có ở cả bốn mặt, được xếp vào hàng có vân đẹp nhất trong tất cả các loại gỗ ở Việt Nam. Khi đưa gỗ sơ đỏ ra ánh sáng sẽ thấy óng ánh bảy màu. Gỗ sơ đỏ còn có độ bền chắc thuộc hàng bậc nhất khi không bị ngấm nước, mục nát. Thân gỗ sơ đỏ vẫn ổn định dù ngâm trong nước nhiều năm trời, không nứt nẻ dù ở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cách nhận biết gỗ xưa, ông bà từ xưa đã có câu vân gỗ chắc, sắc gỗ xưa. Do đó cách đơn giản, dễ tiến hành nhất là quan sát màu sắc của gỗ xưa. Dựa vào màu sắc, gỗ xưa có màu vàng hoặc đỏ đặc trưng, gỗ để lâu sẽ xuống màu nhưng sử dụng dao cạo hoặc dùng giấy ráp chà nhẹ đi lớp ngoài sẽ thấy màu vàng, đỏ sáng rực. Vân gỗ xưa xoắn nổi thành từng lớp rất đẹp, đôi khi vân gỗ sẽ hình thành các vòng xoáy mang hình thù kỳ lạ như hình mặt quỷ, tờ gỗ xưa nhỏ mịn màu đỏ sẫm, thỉnh thoảng sẽ xen lẫn các thớ đen. Gỗ xưa có thơm không? Mùi hương đặc biệt của tinh dầu gỗ xưa được giữ trọn vẹn trong gỗ, có mùi thoảng như mùi trầm hương, bạn có thể ngửi trực tiếp lên gỗ để phân biệt. Đối với các sản phẩm lâu đời thì có thể dùng dao cạo nhẹ ngồi ngửi vẫn sẽ nghe được mùi hương thơm ngát. Sử dụng mẫu thử, nếu có gỗ mẫu thử, bạn có thể đốt hoặc ngâm nước để phân biệt. Khi đốt gỗ xưa sẽ tỏa hương trầm nhẹ, tàn màu trắng ngà. Ngâm gỗ xưa vào nước sôi khoảng 15 đến 20 phút sẽ thấy nước chuyển màu đỏ nhạt, trong suốt và có một đường viền vắng dầu bám vào thành bát có mùi thơm. Về cân nặng, gỗ xưa tương đương với gỗ hương. Ứng dụng gỗ xưa, từ thời phong kiến, gỗ xưa đã được vua chúa sử dụng để làm thành giường ngủ, tủ kệ, bàn ghế, đồ dùng hàng ngày và ngai vàng. Nó còn là nguyên liệu ướp xác cho giới quý tộc để xua đuổi tà ma, cho người mất được an nghỉ trọn vẹn. Nội thất sinh hoạt, ngày nay, gỗ xưa vẫn là lựa chọn được ưa chuộng trong sản xuất nội thất nhà ở cao cấp như bàn ghế, tủ, giường. Không quá khó hiểu khi loại gỗ này sở hữu giá trị thẩm mỹ và chất lượng cao. Tuy nhiên, giá thành của nội thất gỗ xưa không phải rẻ và không phải ai cũng có thể sở hữu được những chiếc bàn ghế hay giường tủ từ gỗ xưa. Thờ cúng, tâm linh, không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày, gỗ xưa còn là một lựa chọn để chế tác thành nội thất phòng thờ như bàn thờ và bộ đồ thờ cúng. Theo phong thủy, vòng tay gỗ xưa có tác dụng mang lại may mắn, trừ tà ma vận rủi có thể sử dụng để đeo hoặc làm quà tặng cho gia đình, bạn bè. Chế tác tinh dầu, gỗ xưa được chiết xuất để tạo nên tinh dầu ứng dụng trong các ngành kinh tế như làm nước hoa, mỹ phẩm làm đẹp, thuốc đuổi côn trùng cũng như song hương để an thần, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Làm thuốc, gỗ xưa được sử dụng nhiều trong các bài thuốc cổ mang đến nhiều công dụng trị bệnh, nó được phối hợp với nhiều dược liệu khác nhau để mang đến nhiều công dụng chữa bệnh. Giá trị của gỗ xưa được thể hiện rất rõ nét qua vẻ đẹp và chất lượng của gỗ. Cơn sốt gỗ xưa vẫn chưa hề hạ nhiệt cho đến hiện giờ khiến giá gỗ xưa trên thị trường bị đẩy lên vô cùng cao. Xưa trắng ít được ứng dụng nên có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với xưa đỏ. Với gỗ xưa đỏ có giá thành dao động từ 1 đến 100 triệu kg tùy loại. Hiện nay, xưa đỏ từ 7 tuổi trở lên, lõi từ 9cm trở lên được bán với giá 1,5 triệu mỗi kg. Nhiều nhà khoa học trong ngành đã khẳng định giá trị gỗ xưa thấp hơn rất nhiều so với lim, cụ xến và gỗ xưa chỉ thuộc nhóm gỗ 2. Đồng thời giá gỗ xưa hiện nay cao là do bị thương lái Trung Quốc đẩy giá lên. Do đó, khách hàng cần có sự hiểu biết. Như vậy trên đây chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn những thông tin khái quát nhất về các loại gỗ xưa. Gỗ xưa có mấy loại cũng như giá trị của gỗ xưa, vì sao gỗ xưa đỏ lại đắt như vậy. Hy vọng đã đem đến cho bạn những kiến thức bổ ích về giá trị thực của gỗ xưa.